Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công đoàn ngành giáo dục Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, Công đoàn ngành giáo dục Tây Ninh đã thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp, đảm bảo thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách cho nhà giáo và người lao động, lắng nghe tiếp thu ý kiến của đoàn viên, phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác giảng dạy và yêu cầu chính đáng của nhà giáo và người lao động. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn trong ngành đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, giỏi việc trường, đảm việc nhà. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo được đông đảo giáo viên đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia. Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn giáo dục tỉnh đã kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch, tổ chức dạy học trực tuyến cũng như đóng góp kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm học 2020-2021, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức phát động ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn được gần 500 triệu đồng, vận động xây dựng 2 nhà công vụ cho giáo viên, vận động ủng hộ các đồn biên phòng chống dịch và quỹ vaccine cho công nhân với số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã vận động đoàn viên công đoàn giáo viên và người lao động hiến được 80 đơn vị máu cứu người. Nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động Tây Ninh đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào do ngành phát động. Công đoàn ngành giáo dục Tây Ninh đã khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết Người thầy của tôi năm 2021.